Mọi người đừng có tin vô mạng xã hội, tin 50-50 thôi. Mọi người có quyền chửi tôi khùng, tôi điên. Nhưng mà những cái người mà giúp mọi người á, mọi người thấy cô Phương Hằng không? Cô, những cái lúc dịch, ai là người chở bình oxy cho người dân, cứu trợ đồng bào? Ai là người đi giúp dân? Bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách, cô Hằng là người giúp. Mà cô có kêu gọi quyên góp hay không? Không. Và chính cô là người kiếm rất là nhiều tiền, xong rồi cô dùng tiền của cô để cô đi giúp rất là nhiều người khổ. Nhưng mà cô có kể công không? Cô có dùng hình ảnh để cô đánh bóng cô không? Không hề. Sau này mọi người chửi cô nhiều quá nên cô mới nói cho mọi người biết rằng là cô có đi làm từ thiện để mọi người nhìn thấy là cô Hằng là người như thế nào. Chứ cô chưa bao giờ dùng hình ảnh đi làm từ thiện để đánh bóng bản thân mình cả. Đó, mọi người chiêm nghiệm lại đi. Giống như là những cái like đầu tiên của cô có ai xem hay không, và khi những cái like đầu tiên của cô có được người khác nghe hay không, hay bị chửi. Nên là những cái người mà dám đứng lên nói như tôi này nè, là những người mà giống như là kiểu là bất cần đời rồi mới dám đứng lên nói. Tại vì biết xác định là đã nói ra rồi là những thế lực mà u tối sẽ đè lên đó để mọi người nhìn thấy những cái con người mà mọi người nghĩ rằng là hào quang bóng láng chiếu sáng, đằng sau là những cái sự thật nó rất là đen tối.